Xin chào các bạn. Với rất nhiều người thì máy sấy đang dần trở thành một món vật dụng không thể thiếu, đúng không? Đặc biệt là vào những cái thời điểm mà mưa nắng ấy thì thất thường, mà quần áo thì cứ ẩm ẩm rất là khó chịu ha. Chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì Trang đã có mặt tại siêu thị Điện Máy Xanh để chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những mẫu máy sấy tốt, nhưng mà quan trọng ấy là giá hạt rẻ dưới 10 triệu thôi. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé. Ở phân khúc máy sấy giá dưới 10 triệu ấy thì đa số sẽ là các loại máy sấy thông hơi. Ưu điểm của nó là rẻ này, bền, tiết kiệm năng lượng hơn so với những dòng máy sấy ngưng tụ. Nhưng nếu như các bạn lựa chọn loại máy sấy này ấy, thì chúng ta lưu ý là mình sẽ phải lắp thêm các cái đường ống thoát khí cho máy nữa nhé. Mở đầu cho danh sách là máy sấy thông hơi 7 ký của Galanz. Mẫu này thì hiện đang có giá khuyến mãi là 6.290.000 đồng nhé. Máy thì có một màu xám trung tính và với 15 chương trình sấy được tích hợp thì nó có thể đáp ứng được cho đa dạng nhu cầu giặt giũ của gia đình, từ đồ em bé này, đồ lông vũ hay là đồ cốt tông, rồi khăn bàn, ga giường. Ngoài ra là còn có cả chương trình sấy chống dị ứng, sấy các loại quần áo dày dặn ở nhiệt độ cao để diệt được các loại vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng nữa. Và khi mà chúng ta sấy quần áo với chiếc máy này á thì mình cũng sẽ giảm được cái thời gian ủi đồ lại, bởi vì máy có tính năng sấy chống nhăn. Khi mà chúng ta cho quần áo vào á thì máy với cái cảm biến độ ẩm sensor dryer bên trong á sẽ tự thiết lập thời gian và nhiệt độ sấy sao cho phù hợp để quần áo của chúng ta được sấy một cách hiệu quả mà không có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Ngoài phiên bản màu xám này ra thì máy còn có thêm phối màu trắng rất hợp với bạn nào mà thích phong cách tối giản. Mẫu màu trắng này thì đang có mức giá hạt rẻ hơn màu xám một chút là 6.090.000 đồng. Kế đến là mẫu máy sấy thông hơi của Aqua với cùng khối lượng sấy 7 kg. Mẫu này thì đang được giảm đến 500.000 đồng nhé, chỉ còn 6.990.000 đồng thôi. Máy này thì cũng là màu trắng nhưng mà mình thấy có cái phần viền cửa này được điểm xíu màu đen cho nên là nhìn nó cũng có điểm nhấn hơn ha. Và cái điều nổi bật của chiếc máy này thì nó nằm ở công nghệ bên trong của máy đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ có công nghệ sấy đảo chiều, tức là khi mà sấy thì cái lồng sấy của máy nó sẽ được thay đổi chiều quay liên tục và nhờ đó thì quần áo của chúng ta sẽ được sấy khô hơn này và đồng thời cũng sẽ giảm được các cái nếp nhăn. Thứ hai là dòng máy của Aqua được trang bị cảm biến Smart Sensor sẽ thay bạn tính toán thời gian và nhiệt độ sấy một cách tối ưu nhất có thể dựa vào việc đo được trọng lượng và độ ẩm của quần áo bên trong. Nhưng nếu như các bạn có nhu cầu đặc biệt ấy, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh được các thông số cho máy sấy với thời gian từ 30 cho đến 120 phút và sẽ có 4 mức nhiệt độ, đó là cao, trung bình, thấp và thổi hơi. Nhiệt độ sấy tối đa là 80 độ C, thế cho nên là máy hoàn toàn có thể giúp chúng ta khử được các loại vi khuẩn hay là bụi rậm rệp ở trên quần áo. Tiếp theo, trong phân khúc dưới 10 triệu thì mình còn có thêm một mẫu máy sấy thông hơi của Beko, một thương hiệu chất lượng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chiếc máy này đang có mức giá rất hời, được giảm đến 2 triệu đồng là chỉ còn có 6.990.000 đồng mà thôi. Mẫu này thì nó có khối lượng sấy cao hơn hai mẫu kia một chút là 8 kg, nhưng mà với mức giá là cũng xem thôi. Nó cũng có các tính năng như là chống nhăn anti-crease và cảm biến thông minh OptiSense để kiểm soát nhiệt độ, thời gian sấy. Máy có tổng cộng là 15 chương trình sấy và đặc biệt là ngoài các chương trình sấy dành riêng cho các loại vải khác nhau thì máy còn có cả chương trình sấy dành riêng cho việc sấy xong ủi hoặc là phơi nữa, khá là độc đáo. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy là cái bộ lọc sơ vải của chiếc máy này kích thước khá lớn ha. Thế cho nên là nó cũng tăng cường cái khả năng thu gom các loại bụi bẩn, bụi vải mà có kích thước nhỏ một cách hiệu quả để mà bảo vệ làn da của các thành viên trong gia đình chúng ta. Và đồng thời chiếc máy này có thêm cả tính năng đó là hẹn giờ sấy. Chúng ta sẽ cho quần áo vào bên trong máy sấy, sau đó mình sẽ hẹn giờ cho máy hoạt động vào thời gian là tối muộn này. Như vậy thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các thành viên trong gia đình đâu. Và đó là những mẫu máy sấy tiêu biểu có mức giá dưới 10 triệu hiện đang được bày bán tại Điện Máy Xanh. Và các bạn cũng đừng quên là tại Điện Máy Xanh thì luôn có những chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu và đồng thời là chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi nhé. Các bạn ơi, nếu những ai mà chúng ta đang muốn lựa chọn một chiếc máy sấy thì hãy cùng nhanh chóng đến trực tiếp các siêu thị của Điện Máy Xanh để được các bạn nhân viên ở đây tư vấn và lựa chọn cho mình những mẫu máy sấy phù hợp cho gia đình nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và cũng cảm ơn các bạn luôn quan tâm và ủng hộ kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau ở các video cập nhật giá tiếp theo nhé. Tạm biệt!